Dâu trắng các bác nhá. Dâu trắng chậu 2 cây. Đấy, em thuần lâu rồi các bác nhá. Thuần ở mình lâu rồi. Đấy, trắng tinh khôi cũng nhá, trắng tinh khôi đây ạ. Đấy, chậu 2 cây như này em bán cô chú bác anh chị mình giá là 350. Dễ ăn sâu rồi các bác nhá. Đấy, các bác không có phải lo lắng chuyện cây khỏe hay không. Đấy, thuần dễ ăn sâu rồi. Chỗ này 350k. 350. Rất là đẹp. Tới này các bác mỗi cây 2 bông thôi. Chậu này 4 bông đẹp lắm các bác ạ, lung linh lắm. Thế thôi không để nhiều thôi nhá. Nhiều nó 2 cây. Nhá, chậu rừng chậu 2 cây này. Em thuần lâu rồi các bác yên tâm nhá. Thuần lâu rồi vì cái thứ ngắm hoa thôi. Chậu rừng chậu 2 cây. 450 thôi nhá. Em chưa thấy nụ nha, chắc phải chuẩn Tết đấy. Châu rừng 450 ạ. Châu rừng 450. Năm ngoái mỗi cây 2 bông hoa không nhá. Mít này. Thái mít này. Hoa đỏ các nhá, thái mít này. Thái mít chậu 2 cây. Chậu này em để các bác giá là thái mít này là 500 các nhá, thái mít 500. Chậu 2 cây to. Em lên châu VIP các bác này. Bác lên xem là VIP 1 nhá. VIP 1 được 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá rưỡi. Năm ngoái cũng được 3 bông hoa các bác nhá, 10 cặp lá rưỡi. Năm nay sẽ là nhiều hoa. Có nhá, lách lá này. Đấy, lá. Lá em này chỗ 8, chỗ 10 các bác nhá. Chỗ 8, chỗ 10. Đấy. Em này là nó xếp chỉ thiên hướng lên các bác này. Thấy không? Những cái dòng này thì hoa của nó là hay hướng thẳng. Những cái dòng mà xếp chỉ thiên thì hoa của nó hay đón lộc đi thẳng cô chú bác anh chị nhé. Đấy, chậu mít này, hàng thuần lâu rồi con nhé, dễ này. Đấy, chậu này Thanh Mai lên với giá là 1.100.000 các bác nhé, 1.100.000. Chậu mít VIP số 1 con nhé, VIP 1 1.100.000. Chậu gỗ VIP 1 con nhé, không lỗi lầm, đẹp toàn diện con nhé. Mít 1 1.100.000. Mít 2 các bác nhá. Ôi lá này, lá 10. Mít 2 hồng các bác nhá, màu hồng. Mít 2 nó được một con các bác này. Đấy, các bác thấy không ạ? Được một con ở đây này. Đấy. Con của nó đấy. Mít 2 thì nó bị ở đây một tí các bác nhá. Một xíu thôi. Đây. Đến đây thôi nhá. Đấy. Mít 2 đến đấy thôi ạ, đẹp lắm. Rụt các bác nhá, cổ rụt 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá rưỡi luôn đấy. Đấy, rụt rất là đẹp. Hồng, các bác nhìn thấy không? Cái cổ lá của nó này. Đấy. Thuần ở mình rồi các nhá, không phải hàng mới nhập bên Thái về đâu. Đấy, bộ rễ này, các này cuốn quýt này. Đẻ con luôn rồi các nhá, một con. Rất nhiều rễ non. Năm nay cực kỳ sai hoa, mít các nhá. Đẹp quá các bác này. Thuần ở mình là được 2 cặp lá rưỡi rồi các nhá. Thuần ở mình được 2 cặp lá rưỡi. Đấy, chậu này. Đấy, đẹp. Chậu này hôm nay để cô chú bác anh chị mình giá là 950k nhá. 950. 950 ạ. Cây sữa này. Bột sữa con nhá. Cây này nó cũng lỗi đây tí này con này. Khôi. Nhìn toàn diện thì nó là nguyên vẹn các bác nhá. Nhìn kỹ thì nó bị xước tí ở đấy. Nó khô rồi, nó liền rồi con nhá. Đấy. Em này là bò sữa các bác nhá. Đầy rễ của nó đầy này các bác này. Em này bò sữa. Mít, những cái em mít này nhà Thanh Mai là phần chuẩn Tết con nhé. 2, 4, 6, 8 cặp lá rưỡi. 2, 4, 6, 8 cặp lá rưỡi không nhé. Chỗ này Thanh Mai để các bác giá là 800. 800 nhé, cả nhà nhé, 800 ạ. Không là em trâu rừng các bác nhá. 6 em trâu rừng ngang này. Úi giời. Ngang ở 55. Số 6 150k, 150 ạ. Rồi hôm mai lên VIP VIP 7 các bác nhá, VIP 7. VIP 7 ôi lặng nó. VIP 7 ạ. Nặng các bác ạ. Bê được. VIP 7 chậu phi 40. Đấy, chậu đặt các bác nhá. Chậu đặt đẹp lắm. Phi 40. Cây sau năm ngoái được 3 hoa. Cây trước bản lá 10 nhá. Cây trước bản lá 10. Cây sau bản lá 8. Cây sau bản lá 8 các bác này. VIP lắm các bác ạ. Cây khỏe lắm. Cây siêu khỏe luôn các bác nhá.
Đây coi này. Chậu phi 40, chậu đặt, chậu này nó cứng lắm các bác ạ. Bao giờ mới hỏng, còn lâu ạ. Cả đời luôn. Đấy. Nhưng mà hai cây này lại là hai màu các bác nhá. Màu đỏ tươi, một màu hồng sắc pháo. Hai cây này lại là hai màu. Không giống nhau. Đẹp không? Quê không các bác, chậu phi 40 nhá. Đẹp lắm các bác ạ. Các bác nhá, hàng này ăn nắng ăn mưa. Mưa nặng như này treo không bê được các bác ạ. Đẹp lắm. Chậu này em để cô chú bay chị mình giá là, đây em để các bác giá rất là yêu thương nhé, 2.100.000. VIP 7 là 2.100.000 cô chú bay anh chị nhé. VIP 7 2.100.000. Rồi hay mai lên VIP 8. Cái này ghép lũa luôn nhé. Cái này ghép lũa này, VIP 8 đỏ luôn nhé. Dễ non nhiều các bác yên tâm nhá. Đây, dễ mọc. Dễ mọc đầy các bác nhá. VIP 8 anh chị nhá. VIP 8. Đẹp lắm các bác nhá. Đẹp lắm. VIP 8 Thanh Mai để cô chú ba anh chị mình giá cực sốc luôn. Cực sốc luôn cả nhà nhá. Cực sốc luôn. 950k VIP 8. 950 ạ, VIP 8. Rồi em lên VIP 9 các bác nhá. VIP 9 này. Đấy, vẫn là cái dòng chậu đặt tràng chơi các bác nhá. Lá ở đây nó bị xước một tí tẹo thôi. Đến đúng chỗ này các bác nhá, khô rồi. Chậu này một mẹ một con. Một mẹ một con. Đấy. Nói chung là bố mẹ con các bác nhá. Bố mẹ con. Con ở giữa. Bố mẹ con các bác nhá, rất đẹp ba cây. Ui, đẹp lắm. Đẹp lắm các bác ạ. Chậu cũng là phi 40 các bác nhá, phi 40. Lá 8. Em này lá 8 các bác nhá. Đây. Em này lá 8 anh chị ạ. Đây này, ngắm gần nhá. Em này lá 8. Đẹp lắm. Đây hình mai để các bác giá rất là yêu thương. Phi 40 chậu đặt. Chỗ này em để cô chú ba anh chị mình giá nhá. Để các bác thấy rõ không ạ? Đấy. 1.600.000. 1.600.000 anh chị nhá. Quá yêu thương luôn các bác ạ. 1.600.000 chậu này ạ. 1.600.000 nhá. VIP 9 ạ. 1.600.000 VIP 9. Rồi anh mai lên VIP 10, cây này nó siêu cao luôn. Có một con các bác nhá. Có một con này. Đấy, có một con. Ngoái cuống hoa của nó to các bác này. Đấy. Chậu này nhá. Em để các bác giá rất là yêu thương chậu đất nha. Đây là chậu đất. Dễ non đầy. Cặp lá được 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá rưỡi. Một con, 10 cặp lá rưỡi và một con các bác nhá. Chậu này Thanh Mai để cô chú bác chị mình giá 950k. Ui quá yêu thương. 950 cả nhà nhá, bản lá 8. 950. Bài lá 8 sen của chú anh chị nhá. Bài lá 8 sen. Về chậu này là sang năm nó mới nhiều hoa không nhá. Năm nay nó bị vóng. Năm nay nó bị vóng, cây nào ăn nắng thì cho này, cây đằng sau không này. Đấy các bác treo làm sao cho nó hài hòa, nó ăn được cả hai bên thì nó sẽ ra hoa đều anh chị nhá. Chậu coqui này hôm nay Thanh Mai để các bác là 550 nhá. Coqui này 550. Cũng được vào 2 4 6 7 lá này. 2 4 6 7 lá không nhá. Coqui. Coqui A1 550. Coqui A2 không nhá. Hôm nay em còn mấy chậu. Lên nốt cho các bác giá yêu thương ạ. Coqui số 2 bác này 2 4 6 8 này. Cây của nó lá to lắm các bác nhỉ, 8 lá này. 2 4 6 8 này. Có nhá. Cây này thì nụ ngắn. Cây này nụ ngắn. Dòng coqui này mình chơi thân lá, chơi hoa rất là đẹp. Hoa của nó phải nói là siêu thơm các bác nhá, cực kỳ thơm luôn ạ. Thơm rất là ngọt. Bông to và nó bền, nó không như dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Đấy nó cũng không như quế á, vì là hoa của nó rất là bền. Nó không lâu tàn, nhanh tàn như bọn kia. Các bác nhá, mở hoa của nó rất thơm, bông của nó to, nhìn thích lắm các bác nhá. Màu nó đậm, rõ nét các bác nhá, rất đẹp, thân lá cũng to. Đấy các bác nhá, thân lá đẹp lắm, nhà hình mai ghép vỏ thông các bác nhá. Ghép vỏ thông đây, các bác về bỏ thêm phân hữu cơ vào các bác nhá.
Chậu số 2 cũng 550, các bác lấy chậu nào thì lấy nhé. A4. A4 nụ đây con này. A4. Nó bị vóng nó toàn ra nụ một vế thôi. Có mấy chậu là hai vế. A6 có nhá. A6 cũng 550 có nhá. Cây to lắm. Đây. Hàng hết người em.